Nice. Rồi giờ là tôi bỏ qua hai cái mẫu bánh luôn. Cay nha. Ok thôi. Bánh không có quan trọng bằng cách qua màn mọi người ạ. Đèo tiền. Hiện tại mình mới vừa lập một cái fanpage mới để dành cho những bạn theo dõi mình qua Facebook cũng như là xem hình ảnh và xem những cái video hàng ngày của mình trên Facebook thì mình sẽ để ở đây. Thì các bạn nhớ vào theo dõi cũng như là like cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục thôi. Hold up. Xin chào tất cả các bạn, mình là Booker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của những chú cá. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì ở tập trước là chúng ta đã chơi con cá nóc và đã đi được hai màn luôn, đi một tập đi được hai màn luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển hướng một tí, đổi gió một tí và mình sẽ chơi chúng ta đã chơi được 21% rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua chơi con cá Rihanna nha. Cá này là cá mà gọi là nó ở sông, mấy cái sông Amazon nhiều lắm mà. Cá này là gọi là cá ăn thịt cho mọi người. Bữa sau chúng ta sẽ chơi tiếp con cá nóc. Còn bây giờ thì nó cũng sắp ra biển rồi đó, hình như màn cuối là ra được biển rồi nè. Còn bây giờ con này sẽ tiếp tục gọi là từ cái căn nhà bữa trước và chúng ta sẽ tiếp tục qua con đường nào để nó được ra biển nha. Khá là gian truân đấy. Và mình thấy là các bạn cũng đã ủng hộ mình rất là nhiều trong cái series những chú cá này. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mà mọi người cũng đừng quên theo dõi tiếp. Sau cái series cá này mình sẽ tìm thêm một cái game như là chú ông chăm chỉ cái kiểu vậy đó. Thì để mình coi mình sẽ dành tiền và mình sẽ mua game để quay cho các bạn xem nha. Bây giờ thì lót hay lâu rồi đấy. Hay lâu rồi đấy. Lại lẽ nào lót cái trận game thôi mà. A few moments later. Vì một lý do nào đó tôi bị khùng hay tôi bị điên vậy, tôi nín thở. Tôi nín thở tới lúc mà cái màn hình game nó kiểu nó load game xong rồi tôi mới thở lại. Con cá Rihanna nè. Hơi bị phàm ăn đấy, chú cá này khá là phàm ăn đấy. Hấp uống này. Mấy đứa ham ăn là dễ đi lắm. Để tới giờ để được ăn hả? Rồi, tôi biết rồi. Để tới giờ được ăn và dành ăn của mấy con kia. Ủa, con cá kia nó tự động biến mất vậy? Lỗi à? Ok. Con cá này là cắn được nha mọi người. Con cá này cắn được. Ok, chắc là phần này là chúng ta hay đi kiếm chuyện rồi. Mình đang để ở trên nóc tủ lạnh mà. Chủ nhà cũng kỳ nữa. Sao đặt tôi ở trên nóc tủ lạnh? Và dường như nhà này không phải là nhà lần trước mọi người à. Nhà lần trước nó ở trên đồi và nó ở vùng xa lánh. Ok. Ồ, mình sẽ sử dụng kỹ năng này để mình cắn. Giờ cắn gì? Từ. Để mình chui xuống thôi, mình cắn cái giò nước hả? Lộn, cắn cái ống hả? Nope. Phải. Từ từ, để tôi nhìn xung quanh coi để tôi tiếp tục tôi sẽ cắn cái gì đây. Wow, con cá này mạnh tới nỗi cắn bể hồ, cắn bể cái giò nước luôn. Tuyệt đấy. Khá lắm anh bạn. Trời ơi, nhà ngập nước ok. Vui. Trả tiền nước thấy mẹ mày luôn. Trả tiền nước thấy bà mày luôn. Ồ, bây giờ nhà ngập nước rồi nè mọi người. Damn, boy. Chắc trên đây có cái gì đó. Cái vết màu đỏ. Nope. Để cắn nè mọi người. Mình nghĩ là cái ống nước này để cắn nè. Ok. Nope. Một cắn không tới, để mình bơi ra ngoài. Ok, sẵn sàng chưa? Nope. Không tới, gì kỳ vậy? Mày hả mày? Ủa sao mình buông ra vậy? Rồi cắn. Đây rồi. Nhiệm vụ của mình là làm cho cái căn nhà này ngập nước luôn. Mà con cá này nó hấu ăn quá. Ok. Con này có gì không? Có. Đấy, bây giờ nó lên thêm một mức rồi nè. Rồi, thấy rồi. Cái vết nào màu đỏ là chúng ta sẽ cắn. Đây rồi. Trời ơi, nhìn kìa. Nguyên một cái dồi nước luôn. Ok. Nope. Ở đây nó bị kẹt cái. Rồi xong rồi nha. Ôi trời ơi, game là dễ. Tôi vẫn chưa quen với cái cách lên xuống. Ok. Kèo này trả tiền điện thấy mùng nội luôn.
Rồi tiếp theo là mình đi đâu đây? 6.5 hours later. À, sau khi mà lại một vòng thì tôi đã thấy được cái búa. Chắc là cái búa này nó dùng để đập kính nè mọi người. Ê, đây đúng không? Ui, nặng quá. Lên. Ok, xong rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ đi thôi. Lại là cái bình này, tôi khá là khó chịu về cái bình này đấy. Nhưng mà mọi người ơi, con cá này nó bơi tốt lắm nha. Con cá này là cá thuộc dạng cá chiến đấu hay sao ấy, nó bơi rất là tuyệt vời. Ok, mình để xem xung quanh coi có mẫu bánh mì nào không nha. Để mình đi xem xung quanh. Game này chúng ta phải chơi từ từ. Chúng ta phải khám phá. Sao lăn không được vậy? Cái miếng kính gì kỳ vậy? Ok, khá là khó đấy. Oh no, để coi bên đây coi. À, bên đây chắc là cái nhà. Rồi xong, trả tiền nước thấy mở bà chủ nha. Bye, bà chủ. Tôi đi đây. À, bây giờ đi đường nào đây? Chắc là đi đường dưới nha. Oh no. Ok. Đi trong, ba mẹ dặn đi trong gọi là gì ta? Đi trong lề để xe nó không tông. Ôi, đi vậy hợp lý nè. It was at this moment he knew he fucked up. Ay, no. They see me rolling, they hate it. Okay, bong. Tôi sắp bị vứt nứt vỡ gì rồi kìa. Quẹo, đúng rồi, trời đúng rồi, điêu luyện. Oh. Animo nha, cái nó chi chi hoa hoa. Nó bị khó điều khiển đó mọi người. Rồi thôi xong, xin vĩnh biệt. Hả? How to? Ok, mình sẽ reset để mình reset cái kính của mình cái. Ok, nhiệm vụ của chúng mình là mình sẽ lăn qua đây để mình lấy cái checkpoint bên đây. Bên kia có cái mẫu bánh. Ok, nó sẽ đi tiếp. Mình đang hơi khó đây. Đỉnh nha mọi người. Sao nó có mấy cái góc. Ui. Rồi thôi xong luôn. Bên kia nó sẽ dễ hơn nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đi bên khó một tí đi. Luyện tập. Rồi cái này chậm thôi, canh góc chậm thôi. Chậm thôi, đúng rồi, từ từ. Méo qua một tí. Đúng rồi. Ok. Đi nào. Mình khá là su kèo đó mọi người. Đi, quẹo, đúng rồi. Đâu có khó lắm đâu, reset. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi cùng cái khu này ở rất là nhiệt nha. Bên kia cũng có một cái chấp thôi, giờ tôi biết đi đường nào đây trời. Beto, chắc đi thử đường này trước đi, lát qua bên kia sau. Ok. Dục. Hết sức dục. Cá này nó sẽ cắn. Và anh ơi, từ mời. Đây rồi, đôi giày. À, có mẫu bánh kìa. Mẫu bánh khá là khó lấy đấy, nãy giờ mình chưa lấy được mẫu bánh. Đáng lẽ là mình phải đi ở giữa để mình lấy mẫu bánh. Oh no. Thôi xong luôn. Như là đi ở giữa đây được nè mọi người. Đầu nha, bình tĩnh để lấy mẫu bánh nha. Rồi, lui. Rồi tiếp theo là qua bên đây. Đi từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Ok, nhẹ nhàng cho dân chơi nó nể. Đúng rồi, quẹo quá. Đúng rồi bạn, hảo hán. Ok, tiến lên một tí, quẹo qua đây một tí. Lên, let's go. Mẫu bánh đầu tiên. Gari. Rồi, đủ vui rồi, ham vui, vui vậy thôi, đủ rồi. Chết cha rồi, tôi không lấy được cái checkpoint bên kia. Here we go again. Thôi xong luôn. Giờ tôi reset là tôi phải lấy lại cái mẫu bánh đó. Really nigga. Ok, sau khi lấy được cái checkpoint rồi mình sẽ reset. Ở đây nó hơi kỳ nha. Nếu mà mình đi đường kia để mình lấy mẫu bánh á thì mình sẽ không lên được đây, tại đây nó có cái dốc nè, sao lên được. Hơi khó đấy.
Tại sao đường bên kia dễ hơn không chịu đi, đi đường bên này quay toàn lăn. Ok, phải đi thôi mọi người, phải đi thôi, bắt buộc rồi. Bắt buộc rồi. Ồ, con má đang tập thể dục kìa. Nani? Đúng rồi, tiếp đi chị ơi. Đúng rồi, nâng cái mông lên tí. What? Nâng cái đùi lên tí. Ừ, đúng rồi, để em quẹo quẹo. Úi giời ơi, bẻ lái cục gắt. Nice. Rồi giờ là tôi bỏ qua hai cái mẫu bánh luôn. Cây nha. Ok, thôi. Bánh không có quan trọng bằng cách qua màn mọi người ạ. Đèo tiền. Có gì chúng ta sẽ chơi lại mấy cái khúc đó sau. Rồi đi. Mấy hai mẫu bánh trước mặt mà không lấy được. Có vụ này nữa hả? Sao lại không nhỉ? Mày. Đây, bây giờ tao lăn cho mày coi này. Rồi, đi nè. Giờ là ổn chưa? Có vụ này nữa hả? Rồi đi. Đừng nha, đừng nha, đừng nha. Đi tìm đường khác, bố mày bực bội vãi bều. Ồ, 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 dường như tôi đã biết cách điều khiển. Không phải điều khiển con cặp. Nó bị lọt khe ở giữa, nó mới kỳ cục chứ. Đảo ở bên đây, đúng rồi, đảo ở bên đây, đúng rồi. Ui, tôi biết cách đi rồi nha, chết mỡ mày rồi, tao biết cách đảo rồi nha. Ui ơi, đừng có đi, ha, vui thôi, đừng vui quá anh ơi. Ok, chấp thôi rồi, ok, chấp thôi rồi, đi tiếp thôi. Let's go. Quay nó đang nhìn tôi thì phải. Chị ơi, không như chị nghĩ đâu, tôi chỉ là một con cá bình thường thôi. Lùi, đi lùi, mình sẽ đi lùi. Ừ, mình đi lùi cho nó chậm lại. Tao kêu mày đi lùi chứ không biết là mày lao vô gì. Ok, bây giờ là ổn rồi nè. Bây giờ đi lùi từ từ thôi, đi lùi từ từ thôi. Đi lùi để còn giữ cân bằng. Đi lùi để còn giữ thăng bằng mọi người à. Rồi, mày chết tụi mày rồi. Ủa, có chim hả? Ôi, chết cha rồi. Núp vô ghế. Để mình nhìn cái đường đi tiếp theo. Cái đường đi tiếp theo của mình là bên đây. Ôi, con chim mày, mày xuống đây tao ăn mày luôn á. Đường đấy tao nhỏ, mày ăn hiếp tao nha mày. Tao nhỏ mà tao có găng đấy. À, đi qua đây mọi người. Chị ơi, anh chim, bình tĩnh. Đừng tấn công em. Cho em qua đây rồi hãy tấn công. Nào, mày coi tao quẹo nè. Ôi, tại sao lại kẹt vào cái bùng hoa này chứ? No, đừng chướng khí thế cho mày. Rồi xong. Đi vô cái bàn nhanh. Đừng. Má còn có cái bình nước. Cái bình nước đó nó làm cái đồ trắng mình đó. Quẹo. Rồi, tao lấy được chết thôi rồi. Cho mày cắn thoải mái luôn. Cắn đi, mày ngỡ mày cắn đi. Ok, chúng ta cuối cùng cũng đã có mẫu bánh đầu tiên. Sao? Tôi phàm ăn và kỹ năng của tôi là được cắn. Mà nãy giờ nó chỉ đúng là cái màn cái đoạn đầu tiên này nó cho tôi cắn cái ống nước rồi. Còn lại là nó bắt tôi cứ tiếp tục đi làm chú cá nghệ lực, chú cá lao động khổ sai. Ok, xuống này. Bởi vậy tôi phải ăn uống bê tha, ăn chơi chán tét. Chim đầy đường. Mấy anh chim nè, lớn rồi, ý thức giùm em tí đi. Chim đầy đường, quẹo một cách đã được huấn luyện. Rồi xong, chỉ vì một cái bình, một cái cạnh của cái thùng cắt tông thôi. Tôi phải dừng lại, hay lắm. Các bạn thấy tôi nghị lực không, tôi khao khát được sống không? Tôi bị mấy con chim nó đe dọa tính mạng mà tôi còn phải gọi là gì ta? Chơi trò chơi, sờ bích ginh bắt cua. Phim bản cá. Mẹ bà đó. Tiếp theo của mình là bây giờ hết chim, đã bị chim đe dọa rồi. Tôi thấy dòng sông kia rồi. Tôi thấy cái tự do của tôi kia rồi. Nhưng mà bớt hành động ngu nha, hành động ngu là chết đấy. Bây giờ tôi có xuống được chưa? Tôi nghĩ là xuống được rồi đó mọi người. Ok, tự do đây rồi. Niềm tin khao khát được sống đây rồi. Mày hú bà nội mày không chết. Về biển mà. Ủa, tôi muốn về sông hồ mà. À, chưa. Ba cái này không làm khó được tao đâu. Tại vì tao có hàm răng rất là trắng, rất là chắc khỏe. Tại vì tao uống Enlin mỗi ngày. Enlin đậm đặc 4X mới, giàu canxi, giúp đáp ứng nhu cầu canxi cho cơ thể. Đấy, không có gì làm khó được chú cá à.
phàm ăn thấu ăn này đâu. Thôi chết cha rồi, nước nó chưa đầy mà. Ok. Nước nó chưa đầy. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là cắn cái bình này, cái ống này. Phim gần của tù. Thấy tôi vậy thôi chứ mày mốt tôi tiến hóa là tôi là hả gì ta, Megalodon đấy. Nhưng mà nó là giống cá mập, còn tôi là cá kèo cá cơm. Rồi tiếp theo đấy, tôi thích làm mấy cái nhiệm vụ này hơn. Anh ơi, có thể đổi nhiệm vụ được không, chứ bắt đầu cái nước của cái bồn cầu này nó không ổn lắm, nó không có được sạch cho lắm, nhưng mà vẫn phải làm thôi mọi người, vì đây là nhiệm vụ mà. A few moments later. Từ từ nha mọi người, kéo cái cửa này ra cái. Đi vô. Anh đây có gì không? Tô. Anh đây nó cần mình làm cái gì không ta? Cái gì màu đỏ ở đây? Giấy vệ sinh. Mày nó đi đâu đây? À, làm cho cái này nó nghẹt. Uầy, tôi hiểu rồi. Ok chưa? Tôi hiểu rồi anh em. Tôi sẽ làm cho bồn cầu này nó nghẹt nước. Đây, cục đầu tiên. Cái gì kỳ vậy? Lên anh ơi. Nhiệm vụ quan trọng là làm cho cái bồn cầu này nó bị nghẹt. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ hút nước này. À, tao hiểu rồi nha. Cái đồ chủ nhà nhiều cuộn giấy. Rồi nước nó bắt đầu bùng ra nè mọi người. Let's go. Trời ơi, nó chảy lên bền rồi một lát. Ây da. Tiếp theo là gì đây? Rồi thấy rồi. Ok, mình sẽ tìm cách mình lên trên kia mọi người. Sàn chưa? Ôi cái này là dễ. Nhưng tôi làm hơi sai, xin lỗi mọi người. Đây cũng có nữa. Đây. Cắn lộn rồi, bà nội mày, cắn khác kìa. Đúng. Đúng rồi, cắn đi. Đây rồi, nước chảy ra. Ôi tiếp theo là tới cái gọi là gì ta? Tới cái giò nước, cái giò sen. Đấy, của cánh cửa đây, cái phòng tắm này. Ui giời. Hấu ăn, cái cá hấu ăn tôi cứ tự buông ra mọi người. Mở vậy nó nhanh hơn. Đây. Làm luôn pha này là tôi được về với lại. Cái này tôi đập đầu vô tường rồi. Lại. Bình nước nóng lạnh đó mày. Bây giờ mày không còn bình nước nóng lạnh đâu. Bây giờ mày trở thành đồ phế. Rồi. Còn cái chỗ nào tạo thêm nước không? Bố mày cắn hết. À, đại ca, ta em chỉ muốn có một con đường sống thôi mà đại ca. Tao sẽ cắn hết mày. Cái con chim khốn nạn này, trả tao đi mày. Thôi em giỡn. Một mẫu bánh là đủ. Mặc dù là hấu ăn phàm ăn nhưng mà chỉ cần một mẫu bánh là đủ. Là đủ. Ừ. Còn 4 mẫu bánh còn lại do mình không chịu lấy. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video này. Và nếu các bạn thấy cái clip này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho kênh của mình. Để tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhưng mà nếu đăng ký cũng như vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.